Hôm nay thử nghiệm trải cái lực mini cho con đốm, nó rất là thích nha. Lần đầu tiên có món đồ chơi mà con đốm nó khoái đó. Nhưng mà cái lực mini này nó có cái tiện và cái bất tiện nha. Cái tiện là nó nhỏ, gọn, nó rẻ tiền, chỉ có 20-30 ngàn thôi. Còn cái bất tiện là cái này đây. Đây, những cái lông thừa còn sót lại trên cái lược này, mình lấy bằng tay thì nó không bao giờ ra nha bà con. Nè, lấy kiểu gì đây? Mình phải lấy cái cây, mà cái cây đó phải thiệt là nhỏ nha, giống như cây tăm hay là cây nhang hay là cây tăm xỉa răng đó. Chọc vô và lấy lông mèo ra nha. Chứ cái cây mà hơi bự cũng lấy không được nữa, tại vì cái răng cưa cái lược này nó nhỏ xíu kích gịch à. Mỗi khi chải lông mèo xong mà không có cây tăm nhỏ nhỏ nào lấy lông mèo ra thì thua, không có cách nào lấy được trơn á. Nó nằm mà nó rải rác xung quanh vậy nè, trừ khi nào lông mèo nó nằm ở tuốt ở dưới hay tuốt ở trên thì mình lấy dễ nha. Còn này sao lấy đây? Rồi, đây là cái tăm dùng trong chỉ nha khoa nè, nó nhích ra vậy nè, nó bất tiện chỗ này. Khi chải lông mèo thì mình phải chuẩn bị cái cây nhỏ nhỏ vậy nha. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ đem vô thử cho cái bầy khế thúi nha bà con. Hồi bữa hổm xài cây lược bự có vẻ như bầy ngầu nó không có khoái cho lắm nha, còn bây giờ mình xài lược nhỏ thì nó sẽ gãi chúng cái chỗ ngứa hơn. Chà, con Miêu với con Vui nằm trên cái tấm thảm này, thấy Miêu nổi bật dễ sợ luôn á. Anh Vui tưởng đâu đem đồ ăn vô cho nên anh Vui xin ăn kìa. Rồi bắt đầu chải lông nha. Có nhiều bạn hỏi chị ơi 6 tháng rồi sao chưa triệt phản cho con Miêu, tại vì nó chưa có gào được kêu chai đó em. Khi nào nó gào được đi mình phải đợi cho nó qua cái thời kỳ đó mình mới đem đi triệt phản được. Còn bây giờ nè, gào được kêu chai chưa thấy gì hết trơn luôn, có gì đâu đem triệt phản được đâu. Không biết con này có phải con gái không nữa. Vừa thấy cái lược mini nguyên đám xúm lại coi, cái này là cái gì, có ăn được không Sen? Mà sao con quạo nó có duyên dữ vậy ta? Hết chỗ ngồi hả mày? Hay là con Miêu nó tối quá rồi mày không thấy đường? Mày biết mày đang ngồi lên em mày không? Trời ơi, có duyên hết sức luôn á. Giờ mình chải thử cho Miêu nha. À mà chị Miêu của chúng ta rất là khó chịu, cái gì lạ lạ mà đụng vô người của nó là nó không có cho đâu nha. Ha, nó né liền. Vui thôi thôi, bớt tăng động lại. Còn quạo thì sao? Khoái nha. Quạo có vẻ rất là khoái cái lược mini này. Ủa gọi khế thúi đâu chui vô liếm cho con quạo vậy? Mày thấy con quạo nó khoái cái lược này rồi mày sợ mất nghề hay gì? Nó sợ con quạo thích cái lược này nữa thì không cho nó liếm luôn á bà con. Trời ơi, cái lược này dĩ nhiên là êm hơn khế liếm rồi. Nó con quạo nó khoái bà con ơi, nó chầm chầm lại tôi kìa. Rồi sao nguyên bầy xúm lại vậy? Mày gãi cho Vui nha. Vui khoái không? Con Vui là nó quá tăng động luôn, khoái dữ lắm, kéo kìa. Mày muốn gãi thì mày phải ngồi yên một chỗ tao mới gãi nghe Vui. Thôi nghỉ luôn đi. Trời ơi, đang gãi mà cứ khiều khiều móc móc hoài. Mà cái lược này nó nhọn nữa chứ. Rồi bây giờ gãi cho đứa nào đây? Sao mà nguyên đám xúm lại nhiều chuyện vậy? Con dòi khùng nó không có muốn gãi đâu, nó lại nó hóng chuyện thôi nha bà con. Chứ đụng vô người là nó bỏ chạy, còn khế thúi đụng vô là ngáp liền. Không cần biết gãi trên đầu hay dưới chân, miễn là cái lược gãi lên người của nó là nó ngáp liền nha. Con quạ muốn gãi dữ lắm luôn, cứ chen chen chỗ người ta hoài. Còn giá chân cô nương, thôi nghe Sen, mày muốn đụng cái gì vô người của tao thì mày phải cho tao hửi trước nha. Nè, cái lược chứ có gì đâu, gãi thử coi. Nó muốn đụng cái gì vô người của nó là phải cho nó coi cái đó là cái gì. Trời ơi, quạo cứ chen chỗ người ta hoài luôn á. Thôi kìa. Thôi thôi, bớt bớt đi quạo ơi, tao đang thí nghiệm mà mày cứ giành hoài. Chứng tỏ là mèo con nó khoái lược nhỏ nhiều hơn mèo bự nha bà con. Mấy đứa này là 6 tháng tuổi trở xuống nha. Là đại ca thử coi sao. Thử đi. Trời ơi. Em không. Nè, muốn con mèo nó khoái và gãi ngay sống lưng nha bà con. Đó. Bình thường gãi cái lực bự là nó bỏ đi chỗ khác, còn cái lực này để coi phản ứng của nó như thế nào. Sao đây, có bỏ đi không? Đó, đưa cái lưng cho gãi luôn. Trong lúc này quạo nó chui vô chính giữa đại ca với Vui, hy vọng là cái lược đó sẽ gãi vô lưng của nó. Trời ơi, gì muốn gãi mà hy sinh luôn ha, dám chen vô giữa hai con này rồi bị hai con này xử luôn, quá xá rồi. Nguyên một bầy nó xúm lại, con dò nhiều chuyện coi thôi, chứ cái lược này mà gãi vô là nó bỏ chạy liền á. Đại ca khoái cái lược nhỏ này luôn. Vậy là cái lược nhỏ này mình vẫn có thể mua dành cho những con mèo 6 tháng tuổi trở xuống nha. Con quạo đang làm gì đó? Nó chạy lại ôm chân tôi nha bà con, gây sự chú ý để mình gãi cho nó. Trời ơi, coi cái mặt nè, quá xá luôn. Nó mê gãi còn hơn con Vui nữa. Vui ngáo đâu đến nỗi như con này đâu ta. Ngộ quá. Và bây giờ sẽ là phần gãi cho Vui ngáo. Chà, cái con này nó thấy cây lược cái kiểu như nó mừng á bà con. Nó mừng rồi nó cứ nhúc nhích hoài sao mà gãi được. Thôi gãi cho đại ca đi. Đó, đại ca vậy nè, gọi là con mèo thông minh đó. Muốn người ta gãi phải nằm yên một chỗ chứ đâu phải à, lắc qua lắc lại đâu. Hay Vui. Nó đại ca vậy nó biết chuyện bà con thấy không? Nằm yên một chỗ luôn, không có nhúc nhích động đậy gì hết.
Nhưng mà cái lượt này mà gãi lên đầu con mèo á, cũng phải cẩn thận nha. Nhiều khi nó ngước cái đầu lên, đó đó đó, thấy chưa? Nó nhọn quắc hà, ngước lên lớ quớ trúng mắt mèo. Con này thì nó không có ngước cái đầu lên nè, nhưng mà cũng hên xui lắm. Nhiều khi nó đã ngứa quá đó bà con, nó hất cái đầu lên mình đâu có đỡ được. Thôi gãi ở dưới lưng cho chắc ăn đi ha. Mà phớt nhẹ nhẹ thôi chứ không có dùng lực ấn mạnh xuống nha. Ấn xuống mèo đau nó không cho gãi nữa đó. Cái khúc này mới lạ nè nha. Con quạo nó khó chịu lắm nha bà con. Mình đụng nó vô cái chân của nó không cho đâu. Nhưng mà lấy cây lược này gãi xuống cái đít nè, trúng cái chân nó luôn. Nó dẫn cho mình gãi luôn nha. Chứ bình thường mà thử mà gờ vô chân hay là ở dưới bắp chân của nó coi, nó bỏ đi chỗ khác liền. Sao mà khoái dữ vậy quạo? Hả? Êm hơn ông ngoại mày gãi với mẹ mày gãi cho mày luôn đúng không? Đó, những đứa chịu nằm yên như vậy mới là thông minh nè. Lắc qua lắc lại làm sao mà người ta gãi được. Mà không có ấm xuống mạnh nha bà con. Gãi là phớt phớt ngang thôi. Và đây là cái đống lông mà tôi gãi được cho mấy con mèo nè. Gãi cho con quạo nhiều nhất, do đó cái lông màu con quạo nó hơi bị nhiều á bà con. Nè, những cái đống lông này là con mèo nó sẽ tự liếm lông cho nó rồi nó nuốt vô bụng, hoặc là một mớ văng ra ngoài. Bởi vì mới hay có mấy cái bệnh mà tắc búi lông, hay là con mèo nó bị ho khọt khẹt là bị dướng cái búi lông trong cổ họng đó. Là lâu lâu mình phải cho nó ăn cỏ vô nha mọi người. Khi ăn cỏ dại vô thì nó sẽ nôn mấy cái búi lông ra. Cỏ dại nha. Còn cỏ bạc hà thì tôi không có thấy nó nôn ra. Cái đứa có nguy cơ bị búi lông nhiều nhất là con khế thúi. Một ngày nó liếm cho 8 con mèo trong này. Bởi vậy lâu lâu mình phải cho nó ăn cỏ để nó nôn gan nha bà con. Chứ lại tôi mua hạt với thức ăn á, tôi lựa mấy cái loại mà nó ngừa bị búi lông cho con khế nó ăn nhiều hơn. Lâu lâu thấy con khế nó ho khọt khẹt hay là nó thở hơi khó là mình phải cho nó ngưng liếm mấy đứa này. Hoặc là cho nó vô phòng tôi vài ngày. Khi nào nó không còn ho nữa mình mới thả nó vô đây bình thường nha. Lâu lâu con khế nó hay bị ho khọt khẹt làm vậy đó. Dướng búi lông của mấy con này nè. Ủa? Sao cái này con Miu nó khoái vô camera quay hình với người ta. Tôi nhớ hồi nhỏ nó thấy camera là nó bỏ trốn mà. Mặt của Miu như kiểu thôi tao suy nghĩ kỹ rồi, dù sao đây cũng là kênh YouTube của mèo ta. Một con mèo ta có nút bạc đầu tiên của Việt Nam mà. Mà mình cứ trốn hoài không lên thì kỳ quá. Mặc dầu cái mặt của mình nó không có được đẹp, chứ không lẽ để cho mấy thằng anh của mình nó chiếm sóng hoài sao. Mặc dù đây là kênh YouTube của Khế Thúi, nhưng mà hầu như quay hết trơn tất cả những con mèo. Đâu phải chỉ có mèo không đâu. Con rùa, con cóc, con rắn, bất cứ con vật nào bước vô nhà của Khế Thúi đều được lên TV hết. Và đây cũng là một kênh YouTube duy nhất và đầu tiên của Kiên Giang mà mấy con động vật đều được lên ngôi nha. Lên trên sóng truyền hình có rất là nhiều người xem. Cứ tưởng đâu con Miu nó sẽ trốn luôn không có thèm lên hình. Nhưng mà cỡ này chỉ hơi ngựa rồi. Bắt đầu trao chuốt ăn diện, rồi lên quay phim chụp hình. Con ngầu cũng vậy luôn. Ủa sao Miu mày xấu vậy mà mày cũng lên hình là sao? Trong khi tao đẹp như vậy mà tao không lên hình mà mày lại lên hình. Hả mày? Và mẹ ngầu đã nhào vô chiếm cảnh của con Miu. Cũng ngộ ha, bình thường con Miu với quạo chạy lại thì con ngầu nó đuổi đi chỗ khác. Còn bây giờ tôi đang quay phim cho con Miu với quạo, con ngầu nó sắn vô. Sau khi phá game mấy đứa con xong thì ngầu bỏ đi. Đúng là một người mẹ thật là có duyên. Rồi cái tướng ngồi này sao đây ta? Cái chỗ ngồi này là của ai mà cái tướng này giống ai? Ủa sao ngộ quá vậy? Khế, nó muốn nhái cái tướng ngồi của mày kìa Khế. Dành chỗ ngồi của mày luôn kìa, xử nó cho tao. Bỏ chạy hả? Nó dòm cái con hàng phay này nó sợ quá bỏ chạy luôn kìa. Và lúc này giờ khùng bước tới. Mày dám giành chỗ của đại ca tao hả mày? Và lúc này đại ca vẫn bình thản, ngồi liếm nước miếng chùi vô mặt giống như Khế Thúi. Coi như không có chuyện gì xảy ra, thế là giòi đã bỏ đi. Wow, đại ca giả nai rất là hay nha bà con. Cái cử chỉ thì giống Khế Thúi nhưng mà cái tướng thì giống Quách Què nha. Nó nhắc tới nó bắt đầu nó chạy lại nhõng nhẽo nha. Đúng là cái con nịnh thần. Và sau đây sẽ là phần gãi hạt cho gà ăn. Đây là những con gà quý hiếm của gia đình chúng tôi. Chỉ có ở nhà tôi là có những con gà này thôi nha, không có chỗ nào có đâu. Và đây là cái phần ăn của những con gà nhà tôi nè, chỉ ăn nhiêu đây thôi nha. Rồi bắt đầu gãi xuống cho tụi nó ăn nè. Thôi thôi bớt bớt kêu lại đây nhức đầu quá. Tiếng đứa nào đứa nấy lớn hết trơn rồi. Hồi nhỏ tiếng nghe còn dễ thương nha, lớn lên cái tiếng nghe nó già chát nè. Đó mọi người có thấy gà lượm thóc ăn chưa? Từng hạt một. Đặc biệt những con gà này nó không có ỉ vòng vòng trong nhà nha. Những con gà bình thường nó đi chỗ nào nó sẽ ỉ chỗ đó. Còn mấy con gà của tôi là thuộc cái giống đặc biệt nha, ỉ có nơi có chỗ đàng hoàng. Bà con thấy bầy gà của tôi làm sao? Êm chưa? Con vàng, con tam thể, con đen mớp đầy đủ hết trơn á. Ăn lúa quá trời ăn luôn thấy chưa? Rồi có mấy con gà bị chúng nhảy heo nữa. Mấy con gà bình thường là chỉ biết bắt sâu bắt côn trùng thôi. Còn gà này biết bắt chuột bắt rắn luôn nha. Và bây giờ tạm biệt mọi người.